màu trắng này là 435 triệu, số tự động đời 2016 này, màu trắng đẹp cho em. Em đây là form dáng mới nhất đời 2018, số tự động 535 triệu, đời 2018 form dáng mới này. Và bên đây là có một chiếc xe màu đỏ là một em út không à, Eco Sport đời 2015, số tự động em đang bán là 385 triệu. Thì bây giờ em sẽ làm một video chi tiết nhất để quay chi tiết ba chiếc xe Ford Eco Sport đời 2015, 16 và 18 đang được chào bán em theo tôi chứ ạ. Em sẽ test quay chi tiết ba mẫu xe ngày hôm nay, 5 chỗ ngồi gầm cao. Em sẽ quay chi tiết nhất cho các khách hàng nhà mình ba mẫu xe đây ạ. Nếu như toàn thể khách hàng nhà mình mà đang tìm cho mình một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao thì hôm nay em Lê Hương có 3 sự lựa chọn cho khách hàng nhà mình. 3 chiếc xe Ford Eco Sport bản Titanium cao cấp nhất đều là 5 chỗ ngồi gầm cao. Các bác có hộp phong thủy màu trắng, màu nâu hay màu đỏ thì em Hương đều cung cấp đủ luôn. Trên 300 triệu, trên 500 triệu và trên 400 triệu thì em đều có nhé. Bây giờ thì em xin phép được quay chi tiết hơn về 3 mẫu xe Ford Eco Sport bản Titanium cao cấp nhất bên em này. Trước mắt khách hàng là một chiếc xe với lốp sơn màu trắng. Chiếc xe Eco Sport này là đời 2016 ạ. Đều là tất cả 3 chiếc này đều là số tự động và đều là bản Titanium cao cấp nhất cho em. Chiếc màu trắng thì là đời 2016. Giá chào bán là 345 triệu. Bản Eco Sport thì sẽ có gì? Titanium thì sẽ có nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa. Đề lỗ thông minh và có màn hình đầu đài nguyên bản theo xe. Và chiếc nào cũng sẽ có cửa lock đầy đủ cho em. Với chiếc này động cơ trang bị của xe là 1.5 đời 2016 số tự động. Các bác nhìn cho em này, form dáng không những đẹp rồi, số máy êm ngon, không đâm xô, không ngập nước. Có đề lỗ thông minh start top cho em. Cổng sạc 12V các bác nhìn này, đầy đủ nhá. Vì hôm nay là em sẽ quay một lúc là 3 chiếc xe nên em chỉ quay cho khách hàng nhà mình xem hết này. Tiện nghi của em nó này, bên trong bên ngoài. Form dáng thì rất là đẹp luôn. Một video em sẽ làm một video ngắn thôi, nhưng em cũng sẽ cố gắng quay khách hàng nhà mình từng cái móc khóa chi tiết nhỏ nhất của từng chiếc xe. 2016 động cơ là 1.5, giá chào bán 435 triệu. Chiếc màu trắng là 435 triệu cho chiếc xe Ford Eco Sport bản Titanium này. Cái phần riêng chiếc xe này màu trắng này thì các bác chủ cũ là độ lên một cái dải đèn led ở đây. Đây là hai cái bên này là sẽ là đèn độ nhé. Ở phía sau có cho em là 4 mắt cảm biến va chạm Eco Sport đây. Các bác hình dung khi lưu hành trên đường, các bác nhìn thấy một chiếc nào có chiếc Eco Sport này và một cái ba lô con cóc, đấy chính là lốp sơ cua của em nó nhé. Lốp sơ cua thiết kế đấy ạ. Ở cốp sau cũng là nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa. Khoang cốp thì sẽ mở ngang như thế này. Khoang cốp thì mở ngang, em sẽ mở qua khoang cốp khách hàng nhà mình xem. Với bản 5 chỗ ngồi gầm cao thì khoang cốp cực kỳ lý tưởng cho em luôn. Đó, các bác nhìn này. Dải đèn led này, la răng thể thao đẹp rồi. Phanh ABS chống bó cứng này, dàn lốp xe còn rất là đẹp. Khoảng cách xe nó gần nhau nên em đứng nhìn nó không được rõ led này. Đây, các bác nhìn rõ led chưa ạ? Đây, có là xịn xò luôn. Mở bên hàng ghế bên đây cho khách hàng mình xem này. Ghế da đây nhá, ghế da thì đẹp căng rồi. 5 chỗ ngồi gầm cao, nếu như bác nữ, bác nam đi đều ok cho em. Bác nữ thì đi sẽ cảm giác rất là khỏe khoắn trường này. Bác nam đi thì cực kỳ mạnh mẽ luôn. Nút mở một chạm đây, cam kết rồi, không đâm xô, không ngập nước. Ở chiếc xe màu trắng này đời 2016 thì bác chủ cũng bọc cho em nó một cái áo da rất là đẹp luôn, đầu đài nguyên bản theo xe các bác nhé. Em này thì chưa lên màn hình to, nhưng nếu bác nào thích thì em vẫn sẽ tặng cho mình một chiếc màn hình cực xịn xò luôn. Đây, từng móc khóa nhỏ nhất em cũng quay luôn tình trạng xe nhé. Em đã có video chi tiết về 3 chiếc xe này rồi, nhưng hôm nay em sẽ tổng hợp vào đây để cho khách hàng nhà mình có nhiều sự lựa chọn này. 435 triệu là chiếc xe Eco Sport với lốp sơn màu trắng đời 2016, số tự động. Tiếp theo sang bên đây thì em có cho mình một chiếc Eco Sport với lốp sơn màu nâu đẹp đi, một cái màu nâu cà phê. Đây là form dáng mới nhất này, đời 2018, cũng là số tự động cho em. Nếu như chiếc xe 2016 thì chưa có mắt cảm biến va chạm phía trước thì đến với đời 2018 thì có mắt cảm biến va chạm phía trước rồi. Và form dáng thì nó cũng sẽ khác hơn một chút so với đời 2016 ạ. 2016 thì chưa có mắt cảm biến va chạm phía trước nhá. Chiếc 2018 này là một chiếc là có mắt cảm biến này. Phía trước có 4 mắt cảm biến va chạm. Đèn vẫn là đèn halogen sợi đốt, nhưng mà form dáng các bác nhìn này, đèn cực kỳ xịn xò luôn.
đèn halogen thiết kế rất là đẹp luôn. Đèn gầm đầy đủ này, bốn mắt cảm biến va chạm phía trước này. Và trước này thì có cho em là phanh ABS chống bó cứng này. Ở trước 2016 thì phanh ABS chống bó cứng là hai bánh trước, nhưng đến trước 2018 này thì sẽ là phanh bó cứng là cả bốn bánh cho em. Thông số của lốp cũng sẽ khác hơn na răng thể thao đây. Xi nhan cũng được tích hợp trên gương, kệ bước chân lên xuống đầy đủ cho em rồi, với lớp sơn màu rất là đẹp luôn. Ở chiếc xe kia thì bốn quả loa to bản, trang bị bốn cánh cửa, gương kính auto thì đến đời 2018 cũng vậy luôn. Đời này là bản cao cấp nhất cho em đây ạ. Gương kính cục chỉnh auto tự động cho em, gương kính trái phải này, khóa cửa này. Cánh cửa nào cũng có móc khóa như thế này để khi các bác chốt cửa nhé. Bốn quả loa to bản rồi thì có thêm hai cái loa chép nhỏ hai bên, táp ly thì đẹp căng rồi. Keo chỉ zin đây. Bốn chiếc xe này em cam kết zin hết đẹp cho em, ba chiếc xe Eco Sport này. Đối với đời 2018, động cơ trang bị vẫn là 1.5 số tự động. Và giá chào bán là em đang bán với giá là 535 triệu. Chiếc kia là 435, thì chiếc này là 535, hơn 100 triệu cho với chiếc 2018 này. Đến đời 2018 này thì cũng có gì? Có màn hình giải trí cho em rồi, siêu to luôn. Sấy sợi kính này, lấy gió vị trí trong ngoài này, hai cái cổng sạc chờ này. Đây các bác nhìn này, cần số của em nó đây, cực kỳ sắc nét đẹp luôn. Và có cho em là đề lổ thông minh start top này, cửa lóc đầy đủ luôn. Đã là Eco Sport thì sẽ có cửa lóc luôn cho em nhé. Ghế da zin đẹp căng luôn, nước sơn đẹp, móc khóa này. Cụm này đèn pha các bác nhìn này, cụm đèn pha phía trước này, rất nhiều chế độ đèn pha luôn. Từng con ốc nhỏ nhất thì em cũng sẽ quay cho khách hàng nhà mình. Đây, 2016 thì bánh sau sẽ là phanh tăng trống, nhưng đối với 2018 này thì Eco này sẽ là phanh tăng trống cả bộ, phanh ABS cả bốn bánh nhé. Cả bốn bánh đều trang bị phanh ABS này, móc khóa này còn đẹp căng luôn. Các bác ngồi phía sau cũng có thể tự khóa cửa bằng cái nút khóa cửa ở phía sau như thế này. Thiết kế cực kỳ xịn sò thông minh luôn. Trần là trần là lỉ zin nhưng mà bác chủ cũng bọc ly lông rồi. Kệ bước chân lên xuống, móc khóa trẻ nhỏ thông minh còn đầy đủ cho em. Mở khoang cốp thì cũng tương tự như phần bên kia, cũng như là bên kia thôi. Mở khoang cốp sẽ là mở ngang. Ở phía trước có bốn mắt cảm biến va chạm thì ở phía sau cũng có bốn mắt cảm biến va chạm. Mức tiêu thụ nhiên liệu của 2018 với 2016 đều thấp luôn. Cao nhất mới là 6,1 lít trên đường kết hợp, còn đâu chỉ hơn 4 lít thôi. À, hơn 8 lít trên đường ngoài đô thị nữa. Trong đô thị là hơn 8 lít, ngoài đô thị chỉ hơn 4 lít thôi. Vẫn còn nguyên sổ bảo hành cho em này, các bác nhìn này. Từng con ốc nhỏ nhất em cũng quay cho mình. Phía sau có bốn mắt cảm biến va chạm. Đây, ôm trên lưng một cái ba lô đây ạ. Một cái ba lô con cóc đây, Ford Eco Sport. Kệ bước chân lên xuống, bốn bánh cảm biến, bốn bánh đều phanh ABS, bốn cảm biến phía trước, bốn cảm biến phía sau. Giá chào bán là 535 triệu. Chiếc màu trắng sẽ là 435 triệu. Còn chiếc màu tím đời 2018 này là 535 triệu. Có quá nhiều sự lựa chọn cho khách hàng nhà mình. Phân khúc kinh tế nhà mình bao nhiêu thì sẽ cân đối tiền như vậy đúng không ạ? Đây nha, em quay hết này. Từng con ốc này, táp ly em cũng quay cho mình luôn. Xi nhan tích hợp trên gương. Với Eco Sport thì ba chiếc đều tích hợp xi nhan trên gương cho em rồi. Kệ bước chân lên xuống thì chiếc 2018 này thì với form dáng nó sẽ cao hơn, nên bác chủ đã thiết kế cho em nó một cái kệ bước chân lên xuống rồi. Còn 2016 và 2015 thì chưa có này. Đấy, cảm biến va chạm thì ở 2018 mới có thôi. Tiếp theo bên đây thì em có một chiếc Ford Eco Sport nữa đây ạ. Nhưng chiếc này chỉ với đời 2015, số tự động. Giá chào bán chỉ có 385 triệu. Nếu như hơn 300 triệu muốn đi xe đời cao thì em vẫn có cho mình một chiếc xe Eco Sport bản Titanium cao cấp nhất đời 2015, số tự động. Lớp sơn màu đỏ che đi đẹp luôn. Mặt ga lăng của em này thì cũng chưa có cho em là mắt cảm biến như đời 2018, nhưng có cho em gì? Đèn halogen siêu sáng, thiết kế cực đẹp luôn. Có cả đèn gầm đầy đủ rồi. Phanh bánh trước cũng là phanh ABS chống bó cứng đẹp cho em này. Bánh sau vẫn là phanh tăng trống nhá. Đến đời 2018 thì bốn bánh đều là phanh ABS nhá. Còn đây hai bánh sau này, phanh hai bánh trước là phanh ABS này. Lốp còn cực kỳ mới cho em. Xi nhan trên gương. Trước này cũng là trang bị động cơ 1.5. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa, các bác nhìn cho em. Trước này thì đầu đài nguyên bản nó cũng tựa tựa như chiếc đời 2016 bên kia, chiếc giống chiếc màu trắng này. Còn đây là chiếc màu đỏ.
Giá chào bán là 385 triệu. 385 triệu các bác có thể sở hữu cho mình một chiếc EcoSport rồi. 5 chỗ ngồi gầm cao với lớp sơn này thì gia đình nhà mình, kể cả vợ hay chồng, em nghĩ đều đi đẹp cho em. Từng chi tiết nhỏ nhất thì em cũng quay cho khách hàng nhà mình xem luôn này. Móc quá thông minh đây. Một con ốc còn nguyên zin, hai con ốc còn nguyên zin, tất cả những con ốc đều còn đẹp cho em. Nhìn kỹ cho em đi ạ. Chiếc này thì em đã lên trần da 3D rồi, với lớp sơn màu lông gà con nhẹ, rất là đẹp luôn. Ghế da này, 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa đây, đóng cửa chắc lịch luôn. Lốp phía sau đây ạ, còn cực kỳ sắc nét và đẹp luôn. Cụm đèn hậu phía sau thì cũng giống như hai chiếc kia. Phía sau thì cũng có cho em 4 mắt cảm biến va chạm. Đèn hậu thì cực kỳ sắc nét rồi. Cõng trên lưng một chiếc ba lô, đó chính là lốp sơ cua dự phòng để ở trong đấy ạ. Cốp đây ạ, 3 chiếc xe cốp thì đều như nhau thôi. 2018 thì form dáng sẽ mới hơn, đẹp hơn, cao hơn một chút. Và cũng như là có 4 mắt cảm biến va chạm phía sau, động cơ sẽ khỏe hơn. Nhưng mức tiêu hao nhiên liệu chỉ như nhau thôi. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video chi tiết nhất về 3 chiếc xe 5 chỗ gầm cao EcoSport bản Titanium cao cấp nhất bên em Lê Hương. Em xin phép được đọc lại thông tin của xe này. Chiếc màu trắng là đời 2016, em đang bán là 435 triệu. Chiếc màu lâu này là đời 2018, form dáng mới nhất là 535 triệu. Còn chiếc bên đây là em út ạ, màu đỏ đời 2015, giá chào bán chỉ có 385 triệu thôi. Tất cả đều là số tự động và trang bị động cơ là 1.5. Hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho em Lê Hương có hotline 035 460 2790 để được em Lê Hương tư vấn. Và cũng đừng quên rằng địa chỉ bày bán bên em là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Rất mong sau video này của em sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, nhiều sự hưởng ứng khách hàng nhà mình. Và em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những video tiếp theo ạ.